Bữa nay cái máy khoan đường nước tự chế của mình đừng có mấy bạn. Máy đạp đường nước, mùa nước nè. Chân vịt đây nạp hình vô nó chạy lên trên này, chạy qua hai bên luôn để mình để xúc quay cho mấy bạn coi nha. Bắt đầu quay máy chạy nè mấy bạn. Chỉnh nó nạp qua hai bên đó. Máy nạp theo đường mương nè nha mấy bạn, nó hơi nghiêng qua bên kia, thỉnh qua bên kia không hả. Nhìn cái mũi vỏ đây, thỉnh qua bên đây nhiều hơn nè.